Thúy Ngân có động thái lạ hậu nghi vấn hẹn hò với Jack, tự động viên bản thân giữa sóng gió. Sau khi bị đồn bí mật hẹn hò với Jack, Thúy Ngân tiếp tục có động thái gây chú ý trên trang cá nhân. Chi tiết này khiến công chúng càng thêm nghi ngờ mối quan hệ giữa cô và giọng ca gốc Bến Tre. Đầu tháng 11 vừa qua, Thúy Ngân và Jack nhận được sự chú ý của cư dân mạng khi vướng nghi vấn yêu đương. Theo nguồn tin thân cận, cặp đôi đã hẹn hò được 2 năm. Đặc biệt, thám tử mạng có nhanh chóng soi ra bằng chứng mối quan hệ trên tình đồng nghiệp của cả hai. Tuy nhiên, từ khi rộ lên tin đồn đến gần đây, phía nữ diễn viên lẫn nam ca sĩ chưa từng lên tiếng xác nhận hẹn hò mà chỉ mấp mé cho qua chuyện. Cho tới ngày 26 tháng 11, Thúy Ngân bất ngờ đăng tải story lạ trên trang cá nhân thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Cụ thể, người đẹp chia sẻ hình ảnh chụp phong cảnh vào buổi tối và đính kèm dòng chú thích tâm trạng: "Hãy tha thứ cho bản thân và người khác." Hậu nghi vấn tình cảm với ca sĩ Jack, động thái này của Thúy Ngân khiến cư dân mạng xôn xao. Chưa dừng lại, cô nàng tiếp tục đăng tải đoạn video mới khi tham gia một sự kiện. Trong clip, diễn viên quê Tiền Giang diện trang phục năng động không kém phần quyến rũ, xuất hiện xinh đẹp và cười tươi rạng rỡ. Cô còn nhắn nhủ: "Năng lượng lên nào các cô gái của tôi ơi." Trước đó, cộng đồng mạng bất ngờ lan truyền thông tin diễn viên Thúy Ngân hẹn hò với ca sĩ Jack. Cặp đôi đã hẹn hò trong suốt 2 năm qua nhưng quyết định không công khai và đường ai nấy đi cách đây không lâu. Lý giải cho điều này là vì giọng ca gốc Bến Tre vướng ồn ào tình cảm với hot girl Thiên An và bị chỉ trích là người tệ bạc. Nghi vấn rộ lên từ clip hậu trường ở show Hành Trình Rực Rỡ. Khi thực hiện thử thách chụp ảnh, người đẹp sinh năm 1991 đã vô tình để lộ những danh sách liên lạc gần nhất. Có một người được lưu với cái tên là anh chồng yêu. Netizen liền phát hiện ra ngay hình đại diện của người này giống hệt bức ảnh của Jack. Đặc biệt là khi Jack và Thúy Ngân bị khui hình hẹn hò, có cư dân mạng khẳng định từng phát hiện cả hai lộ diện cùng một chung cư thuộc khu DKC, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Người này còn cho biết bắt gặp cả hai thường đi dạo nhưng luôn che kín và chọn khu vực nội bộ của dân cư ít người qua lại. Ngoài ra, một số người dân sinh sống cùng chung cư với Jack cũng lên tiếng cho hay là từng gặp nam ca sĩ và Thúy Ngân cùng vào thang máy nhưng đội mũ và đeo khẩu trang nhằm né tránh dư luận. Đáng nói, sau khi tin đồn tình cảm của Thúy Ngân lan truyền khắp cõi mạng, nhiều người cũng đào lại chia sẻ của Trường Giang cách đây ít ngày. Cụ thể, trong lễ gia tiên của Puka, Jin Tuấn Kiệt, ông xã Nhã Phương từng tiết lộ mỹ nhân gốc Tiền Giang đã chia tay người yêu khoảng 4 tháng trước. Chưa dừng lại ở đó, nam MC còn làm cả dàn sao V-Beat bất ngờ khi kể Thúy Ngân từng bị thế lực nào cấm cửa, không được ra ngoài, khiến Duy Khánh hoang mang hỏi lại: "Ủa, bình thường chị Thúy Ngân bị nhốt trong nhà hay sao?" Về phần mình, Thúy Ngân cũng ngay lập tức lên tiếng trên trang cá nhân chỉ sau ít giờ nổ ra tin đồn. Cô chia sẻ trên trang cá nhân: "Sáng mở mắt nghe tin chấn động, để tôi yên dùm đi, đừng có giỡn nữa, không vui, tôi ế." Hồi tháng 1 năm 2023, khi được hỏi về những tin đồn tình cảm, nữ diễn viên từng cho biết: "Trước đây khi mới tiếp nhận thông tin đó, tôi cũng có chút hoang mang không phải sợ người khác không hiểu mình, mà là ba mẹ khi nhìn thấy những thông tin tôi có người yêu hay hẹn hò thì lại tưởng thật, sau đó lại càng hối thúc lấy chồng. Đó là phản ứng phụ dễ thương nhưng dần dà lâu dài, một người không sao nhưng nhiều người thì lại ảnh hưởng khá nhiều trong công việc của mình. Tuy nhiên, tôi sẽ không để cho những chuyện đó xảy ra quá lâu, tôi cũng nghĩ khán giả sẽ nhìn nhận ra được cái nào là thật và cái nào chỉ là tin đồn vui thôi."